chắc chắn rằng nhiều quý khách sẽ rất là thắc mắc và sẽ bất ngờ lần đầu tiên xem luôn á. Chào mừng tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Hôm nay Kỳ Lân sẽ giới thiệu với tất cả quý khách một cái loại đồng hồ, nói chung là một cái loại đồng hồ, một sản phẩm đồng hồ mà nó lạ lắm. Chắc chắn rằng nhiều quý khách sẽ rất là thắc mắc và sẽ bất ngờ lần đầu tiên xem luôn á. Có nhiều khách hàng xem rồi nhưng mà sẽ có nhiều vị khách chưa có xem. Kỳ Lân review thì cho vui vui, cho nên có những cái gì mà nó sai sót thì mong quý khách hãy comment góp ý và rất chân thành cảm ơn những cái sự động viên góp ý của quý khách nha. Đây là một cái đồng hồ Vertu. Đồng hồ thì chắc là quý khách đã nghe nhiều hãng nhiều hiệu đúng không, nhưng mà hôm nay quý khách sẽ được nghe cái đồng hồ Vertu. Wow, đây là một cái đồng hồ Vertu nguyên hộp new hãng, một cái đồng hồ Vertu nguyên hộp của hãng nha. Một cái đồng hồ Vertu màu đen, gốm ceramic điểm vàng, đen điểm vàng. Thường thì màu đen nó đã rất nổi rồi, mà điểm vàng nó thì cực kỳ nổi luôn, cực kỳ sang luôn, cực kỳ giá trị luôn. Và Kỳ Lân thử đeo vào tay cho quý khách xem nè, để Kỳ Lân lột cái mạc luôn cho nó nhìn nó chất lượng. Ok, Kỳ Lân sẽ đeo thử cho quý khách xem. Đây, mình sẽ đập hộp luôn, đập hộp và đeo thử luôn cho quý khách xem nha. Tay em đeo rất là đẹp, rất là hợp, và hy vọng là tay của tất cả quý khách đều hợp và đều đẹp. Rất là phê luôn, rất là sang luôn. Đây là một cái đồng hồ Vertu của thương hiệu Vertu, một thương hiệu về đình đám nổi tiếng, gọi là đứng đầu về ngành điện thoại. Thì đây là màu đen và điểm vàng. Điểm vàng đây là nó bọc vàng, hiện tại đây là bọc vàng nè, bọc vàng thiên nhiên nha, bọc vàng thiên nhiên và dây cao su. Dây cao su này á, cực kỳ bền luôn. Riêng về dây cao su của hãng nó làm cực kỳ bền, đeo cực kỳ bền. Em dùng từ cực kỳ bền liên tục để khẳng định với tất cả các khách là nó cực kỳ bền. Ok ạ. Rồi, quá hợp, quá phong cách với dáng em. Đây cho quý khách xem tính năng sử dụng. Đây là một cái đồng hồ automatic luôn. Hiện tại á, là đồng hồ này có 3 kim, một lịch bên trái, và mình nhìn được cái, nói chung là nhìn được lỗ cơ một phần của nó, lỗ cơ một phần nó. Dây có chữ Vertu luôn, dây cực kỳ bền, khẳng định thêm một lần nữa. Rồi, chỉnh giờ thì rất là đơn giản. Em sẽ hướng dẫn các bác chỉnh giờ sử dụng cho đồng hồ Vertu. Thì hiện tại là 3 kim 1 lịch, kim giờ, kim phút, kim giây và lịch. Thì bây giờ mình sẽ muốn chỉnh thì mình rút ra một nấc nhẹ thôi. Rồi là mình sẽ chỉnh lên theo chiều kim đồng hồ thì sẽ chỉnh ngày. Đó, chỉnh ngày. Chỉnh ngày. Còn nếu như muốn chỉnh giờ, mình sẽ rút thêm một nấc nhẹ nữa. Đó, nó kêu có tặc một cái. Nó kêu có tặc một cái là ok. Xong mình chỉnh, thường chỉnh giờ thì mình sẽ chỉnh nó theo giờ chạy tới, chứ ít khi nào chỉnh giờ chạy lui. Cho nên chỉnh giờ thì mình sẽ dặn ngược lại kim đồng hồ. Thì cái dành cái kim nó sẽ chạy theo cái chiều kim đồng hồ. Dặn thì dặn ngược chiều kim, thì cái kim nó sẽ chạy theo chiều kim đồng hồ. Rồi đúng giờ mình muốn, ví dụ như 9 giờ, ok. 5 đi, rồi xong. Nhấn vào là xong, bắt đầu lên code nè. Nếu như mình không đeo thì lâu lâu mình lấy, một ngày mà không đeo thì mình lấy ra mình sử dụng thì mình lên code giùm em. Dặn, khi đút hết vào rồi á thì mình cứ dặn theo nó kêu, mình sẽ nghe tiếng code lên, nghe tiếng code lên. Hoặc là để lâu quá nó không chạy mình lên code rồi, mặc dù lên code rồi, riêng cái sản phẩm này á, khi mà mình để lâu mà mình không hết code rồi, đồng hồ đứng không chạy nữa, thì mình có lên code thì nó chưa chạy đúng không, thì mình cần lên code xong lắc nhẹ nhàng cái là đầu nó sẽ chạy. Đó là trải nghiệm của em. Rồi, rất cảm ơn tất cả quý khách đã xem cái đồng hồ Vertu này. Mọi thông tin chi tiết thì kính mong khách truy cập trực tiếp vào website kỳlanluxury.com hoặc là
kết bạn vào Zalo 0901247247 sẽ có nhân viên Kỳ Lân tư vấn thật là chi tiết. Và nếu cần gấp thì hãy gọi luôn cho Kỳ Lân cũng được ạ, 0901247247. Kỳ Lân xin cảm ơn, xin chào, chúc quý khách sức khỏe, niềm vui, mọi điều như ý. Thank you.